sau đó lại được vào miền Trung để cho miền Trung đặt thân, nhưng mà sau đó những vòng tiếp theo là cách ly với thân thì cả hai cũng biết cố gắng thôi, và rất là may mắn những vòng trong thì Huy và Thanh đọc được một bản chi tiết hơn và thấy cái nhân vật này nó rất là hay và nó có những cái điểm tương đồng với cuộc sống của mọi người, cho nên Huy và Thanh đã cố gắng hết sức để điểm nào là điểm tương đồng nhất với mình ngoài đời phải không, ai cũng hỏi vậy. Cái trả lời tầm tương tầm thì cái tính cách nhân vật của những người trong bộ phim thì rất là vô tư, trong sáng, đậm cười, nhưng mà sau trong đó luôn có những cái nỗi niềm mà người ta luôn giấu và không bao giờ nói ra với mọi người xung quanh, kể cả người yêu. Thì tôi nghĩ là đó là những cái điều mà làm cho Huy gắn kết với gia đình, gia đình của mình, tôi nghĩ là Huy dễ hóa thân với gia đình hơn.